Dạ vâng, số phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy chim đêm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác, đặc biệt là các bác đam mê các chim mì mịp các bác nhé. Thì trong một tuần làm cái video thanh lý những cái lục hàng kỹ này thì bên shop đã gửi đi rất là nhiều hàng các bác nhé. Thì hôm nay thì em cũng làm một cái video ngắn vừa gửi hàng cho khách và cũng giới thiệu lại cái lục thanh lý này các bác nhé. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái lục gáp bình bịp thanh lý này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, bên shop sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp nhé. Thì ở cái video này thì em cũng gửi cho một bác một đơn hàng là một chiếc lục thanh lý này các bác nhé. Thì giá của nó rẻ hơn so với giá cũ 700-800 ngàn đồng. Bác nào mà yêu thích gác chim bình bịp mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái lục hàng kỹ này thì nhanh tay đặt hàng, tại vì số lượng bên nhà em có hạn các bác nhé, số lượng có hạn thôi. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết đến cái dòng sản phẩm này để các bác cùng theo dõi các bác nhé. Thì khi mà các bác mua hàng ấy thì bên em sẽ tặng cho các bác thêm một cái áo lụp như thế này các bác nhé. Áo lụp như thế này, chỉ có những cái lụp hàng cao cấp mới có cái áo dàn di như thế này các bác nhé. Còn chất liệu để tạo lên cái lồng này thì nó bằng inox 304 các bác nhé, inox 304 không hút lâm châm. Và trong cái lồng này thì nó rất là rộng này. Các bác quan sát đây là cái con mèo 3 cân bên nhà em nuôi và em thử nhốt thử bên trong để cho các bác quan sát và các bác biết là nó rộng như thế nào các bác nhé. Đối với một con chim mìm bịp mà sống ở cái lồng, cái lụp rộng như thế này thì nó rất là thoải mái, nó không bị lát lông đuôi. Và ngoài rộng như thế này thì các bác có thể để cống ăn, cống uống và để những cái khay nước để cho nó tắm rửa những ngày hè oi bức này các bác nhé, cho lông nó đẹp, đi đánh nó được hiệu quả các bác nhé. Thì quay chi tiết về cái phần lồng này thì để cho các bác xem, các bác quan sát các bác nhé. Và cái chiều rộng của nó thì nó rộng được khoảng 38-40, còn cái chiều dài của nó lên đến tận 48-55 các bác nhé. Chiều em không đo thực tế nhưng mà nó rất là rộng. Đấy, rất là rộng. Đây cái cửa của nó đây, cửa của nó cũng làm được làm bằng inox. Thì như thường lệ, những cái lan to thì bên shop đã hàn thủ công các bác nhé. Còn những cái lan bé thì bên shop là buộc dây dù và nhỏ keo. Đây các bác quan sát đấy. Đấy, quan sát kỹ. Đấy, rất là rộng, con mèo 3 cân mà nó nằm trong này rất là thoải mái các bác nhé. Về cái phần lưới thì lưới bên shop là làm bằng lưới dù các bác nhé. Lưới dù siêu dai, siêu dai. Sợi của nó sợi là sợi 0.5, mắt là 4 phân. Mắt là 4 phân, mắt rất là dày các bác nhé. Mắt rất là dày và cái túi của cái nụp này thì nó rất là rộng này. Các bác quan sát đây, cái túi rất là rộng nha các bác nhé. Túi này thì đảm bảo là khi 1-2 con mà cùng đánh một lúc ấy thì ôm trọn được cả trong cái túi này các bác nhé. Trong cái túi này thì tại sao được gọi là hàng kỹ và tại sao giá tiền nó lại đắt như thế? Chất liệu là inox 304 và nó có một lớp chống bể mồi đây các bác quan sát kỹ này. Cái lớp chống bể mồi này thì được hàn tích điện 100% các bác nhé, được hàn tích điện 100%. Đấy. Thì đợt này bên shop đã đang bán giảm giá rẻ hơn 700-800 nghìn so với cái giá cũ và cái giá đấy đã được bao ship rồi các bác nhé, bao ship rồi. Và sau đây thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết đến cái cầu tử để các bác cùng theo dõi các bác nhé. Cái cầu tử này thì được làm bằng mây nha các bác nhé. Đấy, cái hình thức của nó thì được làm bằng mây, chỉ có cái hàng cao cấp thì mới được làm bằng mây các bác nhé. Còn những cái hàng mà rẻ tiền, hàng tầm trung thì cầu tử của nó là làm bằng inox và không được độ mây như thế này các bác nhé. Các bác quan sát đây, cái lò xo thì nó cũng rất là nhạy và rất là bền các bác nhé. Các bác sử dụng 4-5 năm thì cái lò xo này nó vẫn như khỏe như lúc ban đầu. Đây cái lò xo của nó đây, mỗi bên là có 2 chiếc các bác nhé. Thì một chút nữa này em cũng thử độ nhạy rồi thử độ mạnh của lò xo để cho các bác cùng quan sát các bác nhé. Thì bên trong khi mà cái mặt lưới này nó sập lại á thì nó sẽ có một cái móc gọi là móc chống rúc, móc chống rúc để khóa lại các bác nhá, khóa lại và con chim nó không rúc được ra. Còn cái viền bên ngoài này á, cái viền bên ngoài này là viền chống rúc các bác nhá, cũng được hàn thủ công và buộc dây dù nhỏ keo các bác nhá, rất là chắc chắn. Trọng lượng của cái lụp này thì nó chỉ hơn 3 cân một chút thôi các bác nhá, rất là nhẹ, thích hợp cho các bác là khi mang đi những địa điểm xa đánh rồi đi vào trong rừng đánh các bác nhá. Và cái chiều cao của nó thì cái chiều cao của nó rơi vào 25-27 đây các bác này, chiều cao này. Với cái chiều cao này, cao như này thì các bác có thể là vừa để dưới đất chim cũng có thể đánh đấu được các bác nhá. Mà các bác treo cây cũng rất là tiện lợi. Ngoài ra thì các bác có thể là đánh mồi đấu hoặc là các bác đánh với mồi ăn cũng rất là hợp lý các bác nhá. Thì đây là một cái đơn hàng đấy em cũng gửi cho một bác khách trong ngày hôm nay các bác nhá. Hàng thì số lượng có hạn. Số lượng có hạn và cái thời gian thanh lý thì cũng sắp hết rồi.
Bác nào mà xem được video em giới thiệu những cái lụp hàng kỹ thanh lý này thì cần cho mình thì hãy nhanh tay đặt hàng để bên shop được gửi hàng cho kịp mùa, kịp vụ, kịp thời gian các bác nhá. Và cái thời gian thanh lý bên shop thì cũng sắp hết rồi. Thì một cái video ngắn giới thiệu về cái lụp, một cái video ngắn giới thiệu về cái lụp hàng kỹ và cũng giới thiệu về cái cách đóng hàng bên shop đây. Cái màu đặc trưng là đóng bằng bìa cắt tông và được dán bằng dính vàng như thế này các bác nhá. Đặc điểm nhận dạng về hàng hóa bên shop này. Thì bác nào mà xem được video mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video để đón nhận những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo, giới thiệu thanh lý sản phẩm tiếp theo. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.